lùn, ải ải hắn việc là ải vốn chỉ thân hình thấp lùn. về sau còn dùng để chỉ đẳng cấp hay là địa vị thấp cách viết chữ ải ải có 13 nét chữ ải thuộc loại chữ hội ý tức là các thành phần của chữ đều có một hàm ý nhất định góp phần tạo nên ý nghĩa chung của chữ ta thấy phía bên trái nó là một bộ, bộ này gọi là bộ sử bộ thủy có nghĩa là mũi tên. Ngày xưa khi mà đơn vị đo chiều dài chưa được thống nhất thì người ta dùng mũi tên như là một thước đo chuẩn để đo chiều dài, đo độ cao. Cho nên là những chữ có bộ thủy, bộ mũi tên này thì nó liên quan đến độ dài ngắn như là chữ đoạn, tọa có nghĩa là ngắn. Hay là chữ tọa này, thủa nghĩa là lùn. Các chữ này phía trước có một bộ thủy, Phía bên phải của chữ ải ta thấy đây là chữ ủy, huệ Chữ ủy này ta thấy phía trên là bộ hòa, khở, cây lúa. Và phía dưới là bộ nữ, nửa, chỉ người phụ nữ. Một người phụ nữ đang đội trên đầu một cây lúa và cô ta quỳ gối xuống, hạ thấp độ cao. Khi đưa cây tên vào để mà đo chiều cao thì nó cũng chiều cao nó chỉ vừa bằng một mũi tên. Cho nên những thành phần này gọp lại thành một chữ ải, có nghĩa là thấp luôn ải thường dùng cho người từ xưa thì trong sách thuyết văn giải từ có giải thích chữ ải như thế này ải toàn rễn dạ ải đoạn nhân giả có nghĩa là ải là người ngắn toàn là ngắn toàn rễn người ngắn tuy nhiên chúng ta ít có nói toàn rễn vì toàn Ngắn thì dùng cho vật Cũng giống như chúng ta hay nói là Vật gì đó ngắn chứ không có nói là người ngắn Người có độ cao thấp thì chúng ta nói là Ai rến, người lùng Trong sách Hồng Lâu Mộng thì có câu là Trước mặt người lùng đừng nói tiếng lùng Tăng trở ai bia hoa Đường trước ải nhân, biệt thuyết ải thoại tan có nghĩa là Đương khi hay là trước mặt ai đó đang trở ải rến Trước mặt người lùng số, Đừng nói Bị á ải hoa Có nghĩa là đừng nói những cái lời Mà có cái chữ lùng ở trong đó Vì sợ khiến người ta tổn thương Cũng như là Đừng nên nói những cái nhược điểm Của ai đó trước mặt họ Để làm tổn thương họ <cười> <cười> Anh ta cao tôi thấp Tha cơ tử cao Của cơ tử ải Cao nghĩa là cao 啊, cái trải nghiệm với ải cơ từ cá từ có nghĩa là cái vóc người cái dáng người tha cơ từ cao anh ta cao của cơ từ ải tôi thấp tuy bố thấp bé nhưng là trụ cột cho cả gia đình chúng tôi ba bà, bà suy đoán ải nhỏ chưa chống chỉ là của mình trong cả gia đình ba bà bố suy đoán có nghĩa là mặc dù tuy là ải nhỏ ải tiểu ở đây ta thấy một chữ ải ghép với một chữ nhỏ có nghĩa là thấp bé, à, bé nhỏ. ta và suy rằng ải Bố tôi tuy là thấp bé, tuy là bé người, trẻ mà lại nhưng mà chân chỉ là chân có nghĩa là chống đỡ, gồng gánh. Chân chỉ là nhưng mà đã gồng gánh, đã làm trụ cột cho chúng tôi. Chúng tôi là gia đình, cả gia đình 我们整个家庭感谢忍军的爸爸。虽然矮小，却撑起了我们整个家庭。再高的人有时也需踮足，再矮的人有时也需屈身。người cao đến mấy cũng có lúc phải nhón gót n g i thấp mấy cũng có lúc phải cúi đầu. 再高的人啊，注意再啊，这里讲的是更高，再高的人，啊、再高更高，再高到什有时有，有

Người cao đến mấy cũng có lúc phải nhón gót, người thấp đến mấy cũng có lúc phải cúi đầu. Có nghĩa là bất kỳ trong lĩnh vực nào thì không ai nên cho mình là giỏi nhất, là tuyệt đối, là hoàn hảo nhất. Còn đây là câu miêu tả một người vừa lùng vừa mập. Ta ái ái thật cỡ dự, huấn sân Bà ấy dáng người thấp thấp Khắp người tròn vo Mập đến mức muốn chảy mỡ Tha ải ải thật cơ Ở đây ta thấy hai chữ ải lặp lại Thì cũng giống như trong tiếng Việt Thấp thấp à, Hơi thấp Để nó giảm nhẹ cái mức độ nó đi Dễ nghe hơn Tha ai ải thật cơ Bà ấy dáng người thấp thấp Khuẩn sinh Toàn thân Khắp người Khuẩn có nghĩa là khắp Tố sự đều là quẩn nguyên quyển Cổng viên có nghĩa là tròn vo, hồn thân đều là khắp người tròn vo, phang được phang có nghĩa là béo, mập phang được béo đến mức, yọt ở đây có nghĩa là khoai yọt, khoai có nghĩa sắp sắp phải, đi là nhỏ yọt, đi chu lại nhỏ ra ngoài, đi chu yếu lại có nghĩa là rỉ chảy mở ra ngoài, chảy dầu ra ngoài

老师我都将以生命的翠绿向您致敬。无论涡轮更有了不给有奖。我成为挺拔的白样。我成为 am 折腾，挺拔更有、啊、了我我我我我我我我我我我我我我我拔我我我我我白我我我我我我我我我 có nghĩa là cái loại cây bạch dương rất là cao và thẳng tượng trưng cho cái sự đẹp đẽ sự thành công vũ luyện vừa trở với thiền bá tập bãi dặn, bất kể là em trở thành cây bạch dương cao vút sau vũ luyện thường nó sẽ có hai cái khả năng một khả năng này một khả năng kia và chúng ta có thể lựa chọn à, hay là tí ải tà thọ tí ở đây cho ta thấy có cái từ tí ải này nati cũng có nghĩa là thấp, ai thì cũng có nghĩa là thấp. Hai từ ghép lại ti Ải có nghĩa là cũng có nghĩa là thấp bé, thấp kém, hay là di à de 小草, cỏ nhỏ, cỏ y. Vũ luận我成為挺拔的白楊, hay là di à cho trở thành cây bạch dương cao vút, hay là cỏ dại thấp bé. Lão sư, thầy cô ơi, 我都將,我都 à, em đều, em cũng 将谁以更给予了永来那个以生命的翠绿，翠绿，Thủy Lục，suy có nghĩa là cái màu xanh lục giống như là phỉ thủy màu xanh biếc，à s u n miên cái cuộc đời cuộc sống，sung một h e 命 s u、呃、绿，lấy u l màu xanh biếc của cuộc sống，向您致敬，致敬，trí kính c o nghĩa là kính ying lin，向 a n g ó 致敬，啊，向您致敬，kính ying lin o ngài。 老师，我都将以生命的翠绿向您致敬。m n g s m u a n i c ủ a u ố c đ m ì n n h d n g ư i 无论我成为挺拔的白杨，还是低矮的小草，老师，我都将以生命的翠绿向您致敬。正摆哼扫过一汪中，乡愁哥哥，高高你听呢？乡愁是一方 Ải ại là phần Hương sầu Hương là quê hương Sầu cái nỗi buồn Hương sầu có nghĩa là nỗi buồn Vì nhớ quê Nỗi nhớ quê Hương sầu là Y phong Ải ại phần mù Phần mù Phần có nghĩa là cái nấm mù Ải ại là phần mù Ở đây ta gặp lại từ ái ải hơi thấp 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 một cái nấm mồ thấp thấp và lượng từ ở đây tác giả dùng y phong y phong tập phải một nấm mồ thấp thấp của trai ngoài thổ tôi ở bên ngoài ở bên trong xương nỗi nhớ quê là một nấm mồ thấp thấp Tôi ở ngoài, còn mẹ ở bên trong Ngoài ra chữ ải Nó còn chỉ cái sự thấp về Trình độ về đẳng cấp Ví dụ như là Ở trường, cậu ta dưới tôi một khóa Tha ta xuế lì Bí quá y chí Tha cậu ấy Tại xuế lì Ở trường Bí quá ải Thấp hơn tôi Y chí Một cấp Tức là một khóa Nếu tôi là lớp 10 Thì cậu ấy là lớp 9 thật ra vì sao quá ải gì chỉ ở trường cậu ta dưới tôi một khóa ta nói qua một chút về cách phân biệt ải và tỏa thứ nhất ải có thể dùng cho cả người và vật như chúng ta vừa mới tìm hiểu còn tỏa thì thường chỉ có thể dùng cho vật mà thôi chỉ cái sự ngắn thứ hai là ải có nghĩa là thấp hay là lùn thì nó trái nghĩa với chữ cao cao à, còn đoạn ngắn thì nó trái nghĩa với dài, trọn. Ví dụ như là toàn thổ pho, tóc ngắn thì không thể nói là ải thổ pho. Hay là thời gian toàn, thời gian ngắn thì cũng không thể nói là sứ gian ải. Chúng ta cũng phải phân biệt giữa ải và ti. Hai chữ này là hai chữ gần nghĩa nhưng không phải hoàn toàn đồng nghĩa. Nó đều có nghĩa là thấp. Và trong nhiều trường hợp có thể dùng thay thế cho nhau Ví dụ như là trường hợp về đẳng cấp, cấp độ Thì chúng ta có thể dùng ải hoặc là ti đều được Ví dụ như là Tôi kém anh trai một khóa Thì cũng có thể nói là Nhớ là trong trường hợp về chỉ mức độ, về cấp độ Thì có thể dùng thay thế cho nhau Tuy nhiên chữ ti nó chỉ về cái độ cao Độ cao thấp Chứ không phải là chỉ cái chiều dài thấp Như là chữ Ải Độ cao thấp tức là Cái khoảng cách giữa mặt đất Và một điểm nào đó Ví dụ như là Tiên thiện ti phê Tiên thiện con chuồng chuồng Ti phê Có nghĩa là bay thấp Máy bay hay là con chuồng chuồng bay thấp Gọi là ti phê Không thể gọi là Ải phê ờ, Tiên thiện ti phê bù dễ dạ yên Chuồng chuồng bay thấp không mưa thì cũng âm u Bất vũ giả âm Chuồng chuồng bay thấp thì mưa Hay là chữ ti nó còn chỉ về cái mức độ cao thấp à, Ví dụ như là mức nước Sui wê Sui wê giảm ti Mức nước giảm xuống Giảm thấp Không thể nói là Sui quê chẳng ải Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong từ vận HSK số 3 lùng, ải, ải.